trai em thì mới có nhiều đứa yêu. Thần của em lúc mà em nhảy, bây giờ em nhảy một bài cho mọi người coi được. Thật sự không chê em được, nhưng mà để mà gọi là phá vỡ mọi giới hạn thì chưa. Có thể là vì em đã đi catwalk rồi, cho nên em bước theo đúng nhịp đó, nhưng mà không có cảm giác được ngọn lửa trong em. Phải chúc mừng em. Xin chào, tôi là Wang Yuan, giao lưu điện ảnh và nhân sinh. 展现青春与激情, 祝大学生电影节 25周岁 生日快乐, 也祝愿第 25届 北京大学生电影节 圆满成功。 mặt của em quá điển trai. Cảm ơn em.